Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Minh Thành Phúc. Và hiện đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Thành 2, có địa chỉ tại ngã tư Phú Me, thị trấn Ngọc Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Phúc. Các bạn đang quan tâm đến các dòng xe Honda thì có thể liên hệ với nhà theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc kết bạn Zalo với nhà sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các dòng xe Honda và các chương trình khuyến mại cũng như báo giá các dòng xe Honda các bạn nhé. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, hiện sẽ giới thiệu với các bạn rất là nhiều chương trình khuyến mại đối với các dòng xe Honda trong thời điểm cuối năm này. Và thời điểm này giá cũng đang rất là rẻ, thì nghĩ đây là thời điểm rất là hợp lý để các bạn lựa chọn cho mình một dòng xe ưng ý. Và đầu tiên đó là dòng xe Wenfa thì bên Việt đang trưng bày ở đây có 4 màu: màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu xanh các bạn nhé. Wenfa thì thời điểm này giá rất là rẻ đấy, giá dao động khoảng 20 đến khoảng 21 triệu thôi. Chẳng có các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền tới mức 4 triệu trở đi là các bạn đã có thể sở hữu chủ của em Honda Wenfa rồi các bạn nhé. Và ngoài ra thì sẽ có thêm cả vành nan và vành đúc. Các bạn đang quan tâm đến màu nào, phiên bản vành nan hay vành đúc thì có thể liên hệ với Hiền. Hiền sẽ hỗ trợ các bạn về báo giá cụ thể cho các bạn và cũng như là chương trình khuyến mại trong thời điểm này các bạn nhé. Và đặc biệt là khi các bạn mua xe qua video này, các bạn có thể nhận được các voucher giảm giá từ 200 đến 500 nghìn. Và đối với các khách hàng có khu vực lân cận ở bên Hiền, ví dụ như là Tam Đảo, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, hoặc là Vân Hội, Thanh Vân, Đạo Tú, khi qua cửa hàng bên Hiền mua xe thì đều được nhận được các voucher giảm giá các bạn nhé. Để được báo giá cụ thể, các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc kết bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Thủ tục thì trả góp thì rất là nhanh chóng và đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân thôi là các bạn đã có thể mua trả góp được. Và hỗ trợ trả góp từ đủ 18 tuổi trở đi các bạn nhé. Còn bên tay trái hiện đây có dòng xe Vision. Như các bạn đã biết, thời điểm trước dòng xe Vision biến động, giá biến động rất là nhiều và cũng không có nhiều xe. Như thời điểm này thì hiện tại bên kho của bên Hiền đang có đủ xe, đủ màu cho các bạn lựa chọn nhé. Như bên tay trái hiện đây đó là phiên bản đặc biệt của Vision. Vision sẽ có 4 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản cao cấp, bản đặc biệt và bản cá tính các bạn nhé. Bản đặc biệt này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 37 triệu thôi ạ. Còn bản tiêu chuẩn sẽ có màu trắng ở phía xa xa bên này đấy các bạn nhé. Màu trắng của bản Vision, của bản tiêu chuẩn thì giá bây giờ đang để giá khoảng hơn 33 triệu rồi. Còn bản cao cấp thì có màu đỏ và màu xanh dương đó, nhưng bản đấy thì bên nhà đang để giá cho các bạn giá chỉ cũng chỉ khoảng hơn 36 triệu một chút thôi. Còn đối với bản đặc biệt màu xanh nhám thì giá khoảng hơn 37 triệu các bạn nhé. Còn đối với phiên bản cá tính thì bên nhà đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 39 triệu thôi ạ. Giá thời điểm này đang rất là rẻ các bạn nhé. Như thời điểm trước các bạn hỏi giá bản phiên bản cá tính giá có thể lên tới 43 hoặc là 45 triệu, nhưng mà thời điểm này giá chỉ khoảng 39 triệu thôi các bạn nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 6 đến 7 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Vision rồi ạ. Còn bên này thì có dòng xe Avalanche, Lead. Bên này các bạn kho xe của bên này đang có đầy đủ tất cả các dòng xe Honda nhé. Thì các bạn đang quan tâm đến dòng xe Honda là cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967 817 693, hoặc các bạn Zalo với Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Bên này Hiền có một em Lead màu xanh. Lead thì sẽ có 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản cao cấp và bản đặc biệt. Đây là màu xanh của phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 41 triệu thôi ạ. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì giá chỉ khoảng 38 triệu thôi các bạn nhé. Còn bản đặc biệt thì giá đâu đó khoảng 42 đến khoảng 43 triệu thôi. Giá thời điểm này quá là rẻ đấy ạ. Trả góp thì đối với dòng xe Lead này thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một em Honda Lead này rồi các bạn nhé. Còn bên này một E-mode thì thời điểm trước các bạn hỏi giá có thể lên đến gần 80 triệu, nhưng thời điểm này giá cũng chỉ đâu đó khoảng 3-74 triệu thôi. Giá thời điểm này đang rất là rẻ đấy ạ. Đối với phiên bản đặc biệt màu đen nhám hoặc màu bạc nhám này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 75 triệu thôi các bạn nhé. Còn phiên bản cao cấp này thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 73 triệu thôi ạ. Trả góp đối với dòng xe E-mode này thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 12 triệu trở đi thôi là các bạn đã có thể sở hữu một em E-mode nữa này rồi nhé. Bên Hiền đang có đầy đủ tất cả các màu ạ. Còn đối với phiên bản thường phanh CBS thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá đâu đó dao động khoảng 62 đến khoảng 63 triệu thôi. Đó, thời điểm này rất là rẻ các bạn nhé. Còn bên này có Lead màu đỏ, màu xanh ấy, bản cao cấp này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 41 triệu thôi. Còn bên này có Avalanche phiên bản 125 đặc biệt màu đen nhám. Phiên bản này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá khoảng hơn 45 triệu thôi các bạn nhé. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ và màu xanh thì bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 42 triệu thôi ạ. Như thời điểm trước các bạn hỏi phiên bản đặc biệt màu đen nhám này giá có thể lên tới 48 hoặc 49 triệu. Nhưng thời điểm này giá đang rất là rẻ, giá chỉ khoảng hơn 45 triệu thôi các bạn nhé. Trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền từ mức 8 triệu trở đi thôi. Các bạn đã có thể sở cho mình một em Honda Avalanche phiên bản 125 này rồi ạ. Còn bên cạnh đây đó là một em Avalanche phiên bản 160 các bạn nhé.
và phiên bản có 60 màu đen bóng. Phiên bản tiêu chuẩn này bây giờ đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 5-6 triệu một chút thôi. Thì để được tư vấn cụ thể hơn, các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693 hoặc các bạn Zalo, bây giờ sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và đặc biệt là bây giờ có thêm cả chương trình thu cũ đổi mới đó, nếu các bạn đang có các dòng xe nào muốn đổi các con xe mới thì các bạn có thể mang xe qua cửa hàng bên Hiền để định giá xe, hoặc là có thể gửi xe qua Zalo thì nhé. Bên này hiện tại thì con xe của Hiền có đầy đủ tất cả các màu của xe lít đấy, các bạn đang quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào liên hệ với Hiền, các bạn tham khảo trả góp thì các bạn cứ liên hệ với Hiền để sẽ hỗ trợ các bạn để được tư vấn cụ thể, các bạn cứ liên hệ với Hiền nhé để tư vấn cho các bạn. Còn bên này có dòng xe phương Tây và xe Munich. Munich thì sẽ có 3 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt là bản thể thao. Bản tiêu chuẩn thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 35 triệu thôi ạ. Còn đối với bản đặc biệt là bản thể thao đã được trang bị hệ thống phanh ABS, giá dao động chỉ khoảng hơn 37 đến khoảng gần 38 triệu thôi các bạn nhé. Và hiện tại trong tháng này khi các bạn mua dòng xe Honda Unit thì các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp không mất lãi. Và ngoài ra thì khi các bạn mua trả thẳng hoặc là trả góp mất lãi thì các bạn sẽ nhận được một đôi tai nghe trị giá 1,5 triệu đồng các bạn nhé. Hoặc là các voucher giảm giá. Ngoài ra thì rất là nhiều các phần quà khuyến mại khác như là mua bảo hiểm áo mưa, quần áo gió, hoặc là tay giò miễn phí. Thì để được tư vấn cụ thể hơn các bạn cứ liên hệ với Hiền để sẽ hỗ trợ các bạn. Đối với dòng xe Honda Unit này thì trả góp các bạn chỉ cần trả trước cho Hiền đến mức 8 triệu trở đi thôi, và các bạn đã sở hữu gói 0% không mất lãi rồi các bạn nhé. Thời gian rất là linh động, từ 6 cho đến 12 tháng, và thủ tục rất là nhanh chóng, đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hoặc là căn cước công dân vậy. Bên này có các dòng xe SH, SH125, SH150 là phiên bản 350i các bạn nhé. Đối với dòng xe SH125 thì bên bản 125 CBS sẽ có màu đen, màu trắng và màu đỏ. Mà phiên bản này hiện đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng hơn 81 triệu thôi. Còn đối với phiên bản 150 CBS thì giá bắt đầu khoảng 95 triệu. Còn bản 150 ABS thì hiện tại bên này có thêm cả màu sáng xi măng đấy các bạn nhé. Ngoài màu sáng xi măng này ra sẽ có thêm cả màu đỏ, màu trắng và màu đen bóng nữa. Thì phiên bản 150 ABS này hiện đang để giá bắt đầu cho các bạn giá từ khoảng 118 đến khoảng 124 triệu các bạn nhé. Bên cạnh đây thì có một em SH300 mini. Như vậy để cho các bạn hỏi SH300 mini giá thì lên đến khoảng 170 cho 6 năm đến khoảng 170 triệu. Như thời điểm này giá rất là rẻ các bạn nhé. Đối với dòng xe SH300 mini này thì bên Hiền đang để giá cho các bạn như phiên bản màu sáng xi măng này giá chỉ khoảng 141 triệu thôi các bạn nhé. Còn phía sau bên kia Hiền có một em SH300 mini phiên bản màu bạc. Màu bạc đấy thì bên Hiền đang để giá cho các bạn giá chỉ khoảng 139 triệu thôi ạ. Các bạn nhớ nhá, đối với dòng xe SH300 mini này bên Hiền đang để giá dao động cho các bạn là khoảng từ 139 đến khoảng 141 triệu các bạn nhé. Giá đang rất là rẻ đấy ạ. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe SH300 mini có thể liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693, hoặc các bạn Zalo thì Hiền sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về dòng xe này các bạn nhé. Còn bên này Hiền có dòng xe số. Xe số này đối với dòng xe đây là dòng xe quê giấy. Quê giấy này sẽ có cả vành lan và vành đúc, vành lan thanh cơ, vành ngoài vành lan thanh đĩa các bạn nhé. Thì giá bên Hiền đang để dao động cho các bạn khoảng từ khoảng 23 lên đến khoảng 26 triệu thôi ạ. Và có được có màu xanh, màu xám, màu đỏ đen. Thì các bạn đã quan tâm đến màu nào hay phiên bản nào của dòng xe quê giấy đấy thì cứ liên hệ với Hiền để sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Và đặc biệt là khi và Hiền xin nói lại với các bạn một chút về chương trình khuyến mại của các dòng xe Honda trong tháng này các bạn nhé. Đầu tiên đó là đối với dòng xe Vision. Khi các bạn mua dòng xe Vision trước ngày 14 tháng 11 thì các bạn sẽ nhận được thêm một trong 3 phần quà khuyến mại của nhà máy, đó là một bộ thỏi son mát với 3 thỏi son, hoặc là một phiếu mua hàng đi tít trị giá 1 triệu đồng, hoặc là một sạc dự phòng 20.000 mAh các bạn nhé. Và ngoài ra thì còn rất nhiều các phần quà khuyến mại khác như là mua bảo hiểm áo mưa, hoặc là thay dầu miễn phí, hoặc là các voucher giảm giá. Thứ hai đó là đối với dòng xe Vinic, thì khi các bạn mua xe dòng xe Vinic trả góp thì các bạn sẽ được hưởng gói lãi suất không mất lãi 0% các bạn nhé. Hoặc là các bạn sẽ nhận được một đôi tai nghe bluetooth trị giá lên tới 1,5 triệu đồng các bạn nhé. Và để được tư vấn cụ thể hơn thì các bạn cứ liên hệ với Hiền theo số điện thoại 0967817693, hoặc các bạn Zalo với Hiền này sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các chương trình khuyến mại cũng như là các báo giá cụ thể về các dòng xe Honda nhé. Và Hiền xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.